Rồi, cô đi. Mà tôi thấy mấy bà vợ như bà ấy dở hơi lắm nhá. Đi làm vất vả cả đời ra, mua được cái nhà, mua được cái xe ô tô. Mà tiệt nhân chả bao giờ thấy đi ô tô cả. Cứ suốt ngày đi Grab với cả bạn lai đi. Thì tôi có biết lái ô tô đâu. Không biết thì học. Xe của mình thì mình đi chứ. Cứ để cho chồng đi của mình như thế à? Mà có khi ấy, có đứa khác ngồi cũng nên. Không à, anh Hương không phải người như vậy đâu. Mặc dù là dạo này vợ chồng tôi cãi nhau nhiều thật, nhưng mà chắc anh ấy không quên tình nghĩa 7 năm gắn bó đâu mà. Thấy chưa? Tôi nói cấm có sai mà. Alo, tôi và vợ tôi đến rồi. Giám đốc An gọi đồ đi ạ. An. Anh Phương. Anh nói ai là vợ anh? Thì ra đây là lý do anh muốn ly dị với tôi à? Mày dám giở trò giật chồng người khác à? Thôi đi! Cậu bù lu anh thấy đã đủ chưa ạ? Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi hết tình cảm với cô rồi. Tôi tưởng là mình làm gì phật ý anh. Tôi đang tự xem lại bản thân mình đã sai ở đâu để mình còn sửa. Hóa ra anh là loại người giàu đổi bạn sang đổi vợ à? Người ta bảo hết tình thì còn nghĩa. Anh không nghĩ lại xem vì sao mà anh trở thành vua xuất khẩu hoa quả như bây giờ à? Cô thôi cái bản tình xưa nghĩa cũ đi. Nghĩa thì tôi có thể tri ân cho cô được, nhưng còn tình, hiện tại tôi đang dành hết cho Huyền Anh rồi. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ kết thúc trong tốt đẹp. Anh nói nghe nhẹ nhàng thật đấy. Anh Phương có nói một câu như thế này: từ lúc mà anh ấy quen tôi thì số lần anh ấy cười trong quãng thời gian ngắn ngủi này bằng cả đời anh ấy cộng lại. Nói thật nhá, tôi phát chán cái mùi phân bón bốc ra từ người cô rồi. Chỉ khi nào đi bên cạnh người phụ nữ này, tôi mới thấy cuộc sống được vui vẻ, cuộc đời có giá trị, được yêu thương và được trân trọng. Hóa ra anh mê mẩn mùi phấn son hơn mùi phân bón đã đồng cam cộng khổ với anh suốt thời gian qua hả? Gái ơi, chị đừng cố gắng tỏ ra đáng thương nữa. Đừng dùng thanh xuân hay là cống hiến để níu kéo một trái tim đã nguội lạnh, chẳng còn muốn ở bên mình. Cái nghĩa thì là tri ân, nhưng cái tình mới là đắm đuối. Nếu như mà cô hiểu rồi thì ký đơn ly dị đi. Và tôi cũng không kẹt xỉ đến cái nỗi mà không thể chia cho cô một chút tài sản. Đi thôi em. Tin hot đây. Alo, tổng biên tập ạ. Tôi có tin hot về vua hoa quả xuất khẩu. Bây giờ tôi gửi video về đây ạ. Huyền Anh đấy hả con? Đúng rồi cô ấy mẹ. Dạ, con chào mẹ. Mẹ ơi, con thấy ảnh mẹ nhiều rồi. Hôm nay gặp mẹ ở ngoài mới thấy là mẹ còn trẻ mới đẹp hơn trên ảnh nhiều đấy ạ. Đã đẹp người thì lại còn khéo ăn, khéo nói nữa chứ. Lên đi con. Dạ. Mẹ. Hóa ra mẹ cũng giống anh ấy ạ. Thế chẳng phải cô với thằng Phương sắp ly hôn rồi sao? Thế chẳng lẽ tôi không có quyền được vui vẻ với con dâu tương lai mới của tôi à? Tôi hết lòng thì người sẽ không phụ mình. Ai là con dâu tôi, dĩ nhiên là tôi phải thương yêu rồi. Cô với thằng Phương đã đưa đơn ra tòa rồi, chẳng phải duyên mẹ con với cô và tôi cũng hết thì sao? Bây giờ con mới hiểu câu có mới nới cũ. Chào mẹ, con đi ạ. Kệ nó đi, trước sau rồi cũng là người ngoài mà. Còn con đây mới là con dâu của mẹ. Anh này, thế mà anh cứ bảo với em là mẹ khó lắm, làm em cứ sợ mãi. Hôm nay em gặp, có thấy mẹ khó đâu mẹ nhở. Ai phải có phước lắm mới được làm con dâu của mẹ đấy à. Mẹ thấy chưa, con dâu tương lai của mẹ thế nào? Mẹ rất thích. Thế này nhá, hôm nay ấy, cháu ở đây ăn cơm với bác để làm quen. Nhà này ấy, trước sau rồi thì cũng do cháu quán xuyến mà. Dạ, vâng ạ. Nếu như mẹ đã có lời thì con xin nhận ạ. Em ăn đi.
Bác nghe thằng Phương nó nói, từ ngày quen cháu ấy, nó thấy cuộc sống vui vẻ và có ý nghĩa hơn. Bác mừng lắm. Bác mong hai đứa sớm về chung một nhà, rồi là cùng nhau đồng cam chịu khổ đến đầu bạc răng long nhá. Con xin ghi nhớ ạ. Ừ. Ăn đi con. Alo, có chuyện gì vậy? Ông chủ, có vấn đề lớn. Chỗ lô hoa quả xuất khẩu đợt này bị tăng ngay vận chuyển, nên sốc nhiệt hỏng hết. Và nghiêm trọng hơn nữa là các lô trong vườn cây xuất khẩu tự nhiên lại héo chết gần hết, hoa quả rụng thối hết gốc cây. Cậu vừa nói cái gì cơ? Sao lại có chuyện như thế được? Em không biết thưa ông chủ, nhưng mà hợp đồng xuất khẩu lớn đợt này nếu không cung cấp đủ thì sẽ đến gấp 10 lần hợp đồng. Có chuyện gì đấy con? Con bị lừa rồi, mất hết tất cả rồi. Con thấy cái gì đây? Mẹ Vâng, nếu em là bạn gái của anh á, em cũng sẽ tự hào lắm vì có một người bạn trai vừa phong độ vừa tài giỏi như anh. Em nói thật mà, con gái bọn em á, cả đời này cũng chỉ mong có một chỗ dựa êm ấm vững chắc như thế thôi. Thế mà chả hiểu sao ấy, bạn gái của anh lại không trân trọng anh, chán thật. Dạ. Dạ vâng ạ. Anh còn đến đây tìm tôi làm gì nữa? Tôi đã nói là tôi không muốn gặp anh rồi cơ mà. Chẳng phải những lời vừa rồi cô đã từng nói với tôi rồi sao? Đúng, đúng là tôi từng nói những cái lời như thế, nhưng mà nó chỉ dành cho vua hoa quả xuất khẩu thôi. Còn bây giờ anh phá sản rồi thì làm sao những cái lời đấy dành cho anh được nữa? Tôi phải đổi đối tượng đi chứ. Thực ra là những lời đường mật ong bướm của cô chỉ là giả tạo thôi à? Cô lừa tôi, khiến tôi lầm tưởng đó là tình yêu và phản bội vợ mình. Lừa? Anh nói là tôi lừa anh á? Anh đến với tôi vì sắc đẹp, vì muốn được tâng bốc. Còn tôi đến với anh vì tiền. Bây giờ anh phá sản không có tiền rồi thì làm sao có gái đẹp được nữa? Cái gì cũng phải có giá của nó chứ. Cô còn đàn bà thối nát, khốn nạn. Thối nát á? Tôi mà thối nát ấy vẫn còn thơm tho hơn gấp 1000 lần cô vợ mà sặc mùi phân bón anh ăn nằm suốt bao nhiêu năm nay đấy. Ba. Mẹ. Mày mà còn dám mở mồm ra nói con dâu tao một câu nữa xem. Chẳng phải bà không thương cô ta à? Sao bây giờ tự nhiên lại con dâu ngọt xót thế? Tao phải làm thế để cho cái thằng con trai ngu ngốc của tao nó bị sáng mắt ra được. Mẹ nói thế là có ý gì ạ? Nào, cái gì mà cười vui vẻ trong một thời gian ngắn bằng cả đời người cộng lại? Bây giờ thử lòng một tí thôi, con còn cười được nữa hay không? Thử lòng. Thằng nghe. Ông vua hoa quả xuất khẩu tỏ tình ngọt ngào với vợ tương lai ngay trước mặt vợ cũ. Số lần cười vui vẻ bên tình mới bằng cả đời cộng lại. Vua hoa quả xuất khẩu chẳng phải là thằng Phương nhà mình sao? Có video ở bên dưới, xem nào. Quãng thời gian ngắn ngủi này, bằng cả đời anh ấy cộng lại. Tôi thật nhé, tôi chán với cái mùi phân bón bốc ra từ cô rồi. Alo, Phương à, con về nhà ngay nhá, mẹ có việc cần nói chuyện với con. Nếu mẹ biết rồi thì cũng không giấu nữa. Quả thực, từ khi gặp Huyền Anh, con mới thấy cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa. Bao nhiêu năm, cái Ngọc đã cùng con đồng cam cộng khổ từ lúc không có gì tới bây giờ mà lại không bằng vài tháng con ở bên cô gái trẻ đẹp khác hay sao? Con biết là mẹ rất là yêu thương vợ con, nhưng mẹ ạ, con không thể nào mà lừa dối bản thân của mình suốt cuộc đời được. Chỉ ở bên Huyền Anh con mới có thể cười được. Mẹ, mẹ là mẹ của con, chẳng nhẽ mẹ không muốn thấy con sống hạnh phúc sao? Alo, là tôi đây. Tôi biết cậu là người thân cận và đáng tin cậy nhất ở bên cạnh thằng Phương.
Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc. Dạ, bác cần cho làm gì ạ? Vậy thì tôi và cậu cùng diễn một vở kịch. Không có chuyện cây cối bị hỏng, mà cũng không có chuyện lô hoa quả bị sốc nhiệt. Kể cả cuộc gọi điện thoại đòi nợ cũng đều là giả hết. Mẹ làm như thế để xem khi cô ta thấy con bị phá sản trắng tay, liệu cô ta còn ngọt ngào cười nói được với con nữa hay không. Thì ra là như vậy. Anh Phương, may quá. Không sao là tốt rồi. Em biết chắc chắn anh không thể rơi vào tình cảnh như thế mà. Anh làm người đàn ông, người ta đâu biết người vợ đầu là tốt. Nhưng mà ở đời, người tốt đâu có phải là được yêu. Là đàn ông ấy, họ cảm kích người tốt, nhưng mà lại đi yêu người khiến họ vui vẻ. Đàn ông như anh ta xúc động với chiếc áo đẫm mồ hôi, nhưng mà lại rung động trước làn hương thơm gợi cảm. Cái nghĩ anh ta tri ân, nhưng mà cái tình thì anh ta lại đắm đuối. Để đến nỗi bán hết cả lương tâm của mình đi, mà quên đi cái người đã đi cùng với anh ta lúc ban sơ. Con còn nhớ cách đây 2 năm khi con được vinh danh là vua hoa quả không? Con đã nói gì? Xem đi. Để có được thành công trở thành vua hoa quả xuất khẩu ngày hôm nay, lời đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn và yêu thương tới Ngọc, người vợ đã ủng hộ cho tôi bán nhà, bán cửa, vay mượn và đồng hành cùng tôi trên con đường khởi nghiệp hoa quả xuất khẩu. Nếu như không có vợ tôi thì đã không có tôi ngày hôm nay. Đi cùng nhau lúc không có gì mới khó, còn yêu nhau lúc giàu có rồi thì khó gì hả con? Ngọc, anh xin lỗi, anh sai rồi. Em tha thứ cho anh được không? Khoan đã, việc đã xong đâu mà cô định đi đâu đấy? Chẳng phải là bà đạt được mục đích rồi sao? Mục đích thì đạt được rồi, nhưng còn một số thứ mà tôi cần lấy lại. Bà nói thế là ý gì? Chìa khóa xe, đồ trang sức, nhà cửa, tất cả mọi thứ lột hết ra đây. Bà định làm gì? Mày có lột không? Hay là để tao hô người đến đây lột sạch đây? Cảnh cáo cô, nếu như từ nay cô còn làm trà xanh phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác nữa thì tất cả những cảnh nhục nhã ngày hôm nay tôi sẽ tung lên mạng. Dạ, vâng, cháu biết rồi ạ. Còn nữa, nhà thằng Phương nó mua cho cô, tôi đã cho người dọn sạch đồ đạc của cô ném ra cửa rồi, để trả lại nhà cho con dâu tôi. Nếu không, tôi sẽ cho người đốt sạch đấy. Dạ vâng ạ. Mẹ, con cảm ơn mẹ ạ. Thằng Phương nó đã nhận ra bài học cay đắng rồi. Nếu như con còn thương chồng thì con hãy cho nó một cơ hội nhé.